Bé trai 5 tuổi nhập viện do nuốt viên bi lớn. Sau khi nuốt viên bi có đường kính 1,6 cm, bé trai có dấu hiệu nôn mửa nên được người nhà đưa vào bệnh viện. Trưa ngày 6 tháng 5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai, vừa qua Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán đã điều trị thành công trường hợp dị tật đường tiêu hóa. Bệnh nhân là bé Quy 5 tuổi được người nhà đưa vào bệnh viện do có triệu chứng nôn mửa. Theo người nhà, 5 ngày trước khi nhập viện, bé Quy đã nuốt phải viên bi đồ chơi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thành Trung, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết, kết quả chụp X-quang phát hiện một viên bi lớn có đường kính khoảng 1,6 cm nằm ở dạ dày của bệnh nhi gây nôn mửa. Nếu không xử lý kịp thời, viên bi có thể mắc kẹt tại dạ dày, không qua được môn vị để xuống ruột non, dẫn đến các triệu chứng nặng hơn như đau bụng, kích thích, rối loạn tiêu hóa. Lúc đó các bác sĩ buộc phải gây mê để nội soi và gắp dị vật. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã xử lý bằng cách dùng thuốc để tăng thể tích chất trong lòng đại tràng. Trải qua 2 ngày xử lý bằng phương pháp trên, bé tự đi ngoài để tống viên bi ra đường hậu môn. Hiện tại bệnh nhi đã được xuất viện. Hãy đăng ký kênh AloBacsi Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.